Hi, xin chào các bạn. Thì các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy Bùi Lắp nha. Hiện tại thì mình đang có mặt cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 6 ở đường 22 tháng 12, Hòa Lăng 2, Hàng Bình Dương các bạn. Rồi sau lưng của mình đây á, là dòng xe SH-MOD 2019 ha. Thì bên mình còn màu xanh, hai màu xanh này với cái màu đỏ đô các bạn. Thì mình sẽ báo giá cho các bạn luôn. Ngoài ra thì mình sẽ nói đến một số cái lý do mà vì sao hiện tại dòng xe SH-MOD 2019 này vẫn còn ưa chuộng ha các bạn ha. Thì trong khoảng thời gian vừa qua, một tháng gần đây á, thì cái số khách hàng mà hỏi gọi điện, nhắn tin Zalo với Facebook cho mình hỏi mình á, thì cái dòng xe SH-MOD á rất là nhiều người hỏi luôn. Và ngày hôm nay thì mình cũng dành thời gian ra để mình làm clip này để mình phân tích cho các bạn vì sao thì lại có nhiều người ta vẫn ưa chuộng cái dòng cũ hơn là dòng mới các bạn. Và trước khi vào mình phân tích những cái lý do đó thì mình sẽ báo giá cho các bạn ha. Thì trên mẫu xe SH-MOD 2019 á, bên mình chỉ còn có hai dòng thôi, đó là dòng thời trang CBS và dòng cá tính ABS. Cá tính ABS á thì bên mình chỉ còn duy nhất là cái màu đỏ đen thôi các bạn ha, cái màu đỏ đen. Thì tí xíu nữa mình sẽ quay cho bạn xem. Thì chiếc đó hiện tại bên mình đang bán mức giá là 69.500. Đó, 69.500 ha. Còn hai chiếc phía sau này á và cái chiếc màu đỏ á thì đồng giá là 62 triệu. Thì giá anh báo cho các bạn á là đã bao gồm VT rồi, chưa có phí đăng ký cái biển số ha. Rồi thì mình cũng sẵn đây á, mình sẽ cũng báo giá cho bạn luôn về cái phiên bản 2021. Đối với phiên bản cá tính á, nó sẽ có hai màu. Màu bạc đen và màu đỏ đen. Thì bên mình đang bán mức giá là 73.500 ha. Thì giá cả thì trước Tết và sau Tết thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng như nhau thôi, nó cũng không có tăng và nó cũng không có giảm nhiều đâu các bạn ha. Còn đối với phiên bản mà thời trang ABS á thì mình sẽ có 5 màu, đó là màu bạc nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu vàng nâu các bạn, vàng nâu nè, trắng nâu nè và xanh đen nè, đó là 5 màu sắc ha. Thì 5 màu đó bên mình đang bán mức giá là 70.500 ha, có thắng ABS ha. Phiên bản thời trang CBS á sẽ có 3 màu, màu xanh đen, màu đỏ và màu vàng đen. Thì bên mình đang bán mức giá là 65 triệu ha. Thì giá báo cho các bạn á là đã bao gồm VT hết trơn luôn rồi, chưa được phí đăng ký cái biển số ha. Thì những bạn nào mà mua xe tại thời điểm này á, là ngày hôm nay á, là cũng là ngày 12 tháng 1 rồi, thì có thể là sẽ kịp làm biển số thôi, còn cầm đặt xe á, là chắc phải qua Tết mới kịp các bạn. Và những bạn nào mà ở Tây Ninh hay Đồng Nai hay là Bình Dương á, thì có thể là kịp cầm đặt xe ha. Và những bạn nào mà ở miền Trung hay là miền Tây á, thì chắc chắn thì sẽ không kịp cầm đặt xe rồi, thì có thể mình sẽ nhận cầm đặt xe qua Tết mình nhận ha. Còn trước Tết mình sẽ nhận biển số thôi. Bây giờ thì các bạn theo chân mình để mình phân tích cho bạn xem vì cái lý do vì sao mà nhiều người vẫn ưa chuộng dòng xe cũ các bạn. Rồi, còn bây giờ thì các bạn theo chân mình nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình đó, đây là cái phiên bản 2019 ha. Ở phía bên đây là cái màu đỏ nâu phiên bản CBS thôi. Bên đây là cái phiên bản cá tính ha. Thì đây là phiên bản 2019. Còn ở phía bên đây á, là cái phiên bản 2020. Thì phiên bản 2019 đó các bạn, hiện tại thì đang được cũng rất là nhiều người ưa chuộng ha, ưa chuộng hơn dòng xe mới nữa các bạn. Cái thứ nhất á, là về thiết kế nè. Thiết kế trên cái mẫu xe cũ á, thì mình cảm giác như là nó gọn hơn và nó nhẹ nhàng và dễ dắt hơn so với cái phiên bản mới ha. Nó phù hợp cho những bạn nữ nào mà có thân hình nhỏ nhắn cũng như là nhỏ con ha. Nhìn nó nhỏ hơn, nó gọn hơn, đặc biệt là cái phần đầu xe nè các bạn ha. Cái phần đầu xe thì nó sẽ gọn hơn so với cái phiên bản mới ha. Đây là cái phiên bản cũ đây đó. Còn phía bên đây là phiên bản mới đó. Nhìn bên đây thì nó cảm giác như là nó mới mẻ, nó sang trọng hơn, nó sang chảnh hơn. Nhưng mà ngược lại thì nó cảm giác nó to hơn các bạn ha. Thì đối với những bạn nào mà nhỏ con á, thì có thể là dẫn dắt này kia thì cũng hơi rất là khó khăn. Đó là về phần khác nhau, là phần thiết kế. Đó là một lý do thứ nhất thôi, lý do này là lý do nhỏ thôi. Và cái lý do mà quan trọng nhất mà vì sao nhiều người vẫn chuộng dòng xe cũ, đó là cái hệ thống đèn có công tắc bật đèn nha các bạn. Trên dòng xe cũ á, sử dụng bóng đèn halogen và có trang bị cái công tắc bật đèn đó.
Vì thế là nhiều người vẫn chuộng cái tính năng này. Bởi vì sao? Tại vì ở Việt Nam mình á, mà trang bị cái công tắc bật đèn á, thì rất là tiện nè. Ví dụ như là tại vì giới trẻ bây giờ hay là người Việt Nam mình á, hay có thói quen là ngồi lề đường, ăn uống lề đường á, mà chúng ta chạy xe vào ha, có công tắc bật đèn cũng rất là tiện ha. Mình tắt đèn thì nó cũng rất là tiện luôn. Còn đối với cái phiên bản mới á, là nó sẽ không có công tắc bật đèn được, luôn sáng 24/24 nha các bạn. Như thế là các bạn chạy tắt vô lề đường hoặc là này kia rồi đó, mình không tắt đèn được, và chẳng may nó gọi vô cái người khác á, thì cảm giác nó mình như là mình người mất lịch sự các bạn ha. Thì vì thế là nhiều người vẫn chuộng cái dòng xe cũ. Đó là cái lý do có công tắc bật đèn ha. Cái lý do thứ hai á mà nhiều người vẫn ưa chuộng cái dòng xe cũ á, đó là cái bình ắc quy để phía trên ha, thì mang lại cho cảm giác mình an toàn, an tâm hơn khi mà chúng ta lưu thông trên đường, những đoạn đường mà bị ngập nước chẳng hạn như ở Sài Gòn này kia đâu đó các bạn ha, thì nó cũng an toàn hơn. Đây mình cái bình ắc quy nó để phía trên ha. Đây cái sàn để chân thì rất là thoải mái ha, mình không có bình đó. Thì đây là một cái lý do rất là quan trọng mà ở dân Việt Nam mình cũng rất là ưa chuộng. Nhưng mà về cái tính năng mà để bình ắc quy phía dưới các bạn, để phía dưới sàn để chân giống như cái phiên bản mới này, thì nó cũng đã áp dụng trên dòng xe Vario nè, Lê Thái nè, rồi SH 2020 nè, nó cũng đã để rất là lâu rồi. Nhưng mà có thể là nhiều người người ta chưa có thói quen để bình ắc quy phía dưới này, thì đem ra cái cảm giác như này nó không an toàn khi mà chúng ta chạy xe trên đường các bạn. Chẳng hạn như đường ở Sài Gòn hay bị ngập nước á, thì nhiều người ta cũng không có thích, người ta cũng không có quen. Nhưng mà khi mà để phía dưới này á, thì nó cũng có cái ưu điểm các bạn. Ưu điểm á, là nó giúp xe các bạn chạy nó êm ái hơn và nó giảm xóc tốt hơn, tại vì nó trang bị cái khung sườn dập hàng laser e-shaft nha, của Honda nó trang bị trên dòng xe này, giống như trên mẫu xe Vision 2021 đó các bạn. Đó, vì thế mà vì sao Honda lại đưa cái bình ắc quy phía dưới ha. Đó, thì đó là cái lý do thứ hai mà người dùng vẫn chuộng cái phiên bản cũ, đó là vì an toàn, yên tâm hơn khi mà chạy ở đường Việt Nam mình hay bị ngập nước ha. Rồi, và cái lý do quan trọng thứ ba nữa mà người dùng vẫn chọn phiên bản cũ, đó là về động cơ. Đó, vì sao người ta vẫn thích cái động cơ của cái phiên bản cũ hơn? Đây, mình qua đây cho bạn xem cái động cơ của cái phiên bản cũ ha. Đây là cái bô nữa các bạn, cái bô ha. Tại vì phiên bản cũ á, nó sử dụng chỉ có 2 van thôi. Vì thế á, cái tiếng bô nó ra nó rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, rất là êm luôn. Và chiếc này á, thì mình không có gắn bình để cho các bạn nghe thử hai tiếng máy được. Nhưng giữa hai cái bô này, tiếng máy chiếc dòng xe cũ nó ra ấm hơn, êm hơn, nhẹ nhàng hơn, nó không có ồn ào giống như phiên bản mới các bạn. Nhưng về động cơ, về tốc độ á, thì nó sẽ không bằng phiên bản mới nha. Đó, không bằng phiên bản mới, nó chỉ dùng có 2 van thôi ha, dùng 2 van thôi, và cái động cơ là động cơ SB thôi các bạn ha, động cơ SB. Còn cái phiên bản mới á, là nó sử dụng cái động cơ là SB Plus nha các bạn, động cơ SB Plus 4 van. Đó, 4 van thì đâm ra thì cái tiếng máy động cơ thì nó sẽ ồn hơn ha, ồn hơn. Và ngược lại thì tình trạng này thì dẫn đến cái mức tiêu hao nhiên liệu của hai dòng xe này sẽ khác nhau. Đối với cái phiên bản 2019 các bạn, thì mức tiêu hao nhiên liệu á, của nó chỉ là 1,9 lít trên 100 km thôi. Các bạn thấy chưa? 1,9 lít trên 100 km ha. Còn phiên bản mới á, là 2,16 lít trên 100 km. Đây, 2,16 lít trên 100 km, thì nó tiêu hao, nó hao xăng hơn, bởi vì động cơ nó mạnh mẽ hơn, tiếng máy nó ồn hơn. Đây là cái lý do thứ ba vì sao mà người dùng vẫn chọn cái phiên bản cũ, bởi vì tiếng máy nó êm ái hơn và tiết kiệm xăng hơn so với cái phiên bản mới. Đó là ba cái lý do quan trọng nhất mà vì sao người dùng vẫn ưa chuộng cái phiên bản cũ hơn là phiên bản mới ha. Còn những cái lý do nhỏ vặt khác thì mình không có đề cập tới rồi, chẳng hạn như là cái nhìn cái bánh xe nó cũng cứng cáp hơn ha, cứng cáp hơn so với cái phiên bản mới. Đó, phiên bản mới thì nó sử dụng cái thiết kế theo cái dạng kiểu giống như là những cái gót giày cao gót của người
phụ nữ ha, nhưng mà nó nhìn nó cũng sang trọng hơn, nhưng mà cũng nhiều người họ cũng không thích. Thì mình cũng phân tích cho bạn như vậy thôi. Thì các bạn thích phiên bản nào cũng được hết, tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng mà các bạn chọn phiên bản mới thì nó cũng có những cái tiện ích, chẳng hạn như là cái cổng sạc nè, đấy ha, cổng sạc USB nè các bạn ha, cổng sạc USB được trang bị lên cái phiên bản mới đây đó ha, cổng sạc nằm ở trong đây đó, hoặc là cái mặt đồng hồ nó nhìn mới mẻ hơn ha, những cái sàn để chăn này kia nó cũng rộng rãi hơn. Thì đó là cái những điểm khác nhau giữa hai dòng xe này. Tay dắt thì nó cũng được làm mới lại, hoặc là cái logo cũng được làm mới lại đó. Chung là xe nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm hết nha các bạn ha. Quan trọng là các bạn thích sở thích của bạn nhu và nhu cầu của các bạn như thế nào thì các bạn có thể là lựa chọn cho nó hợp lý ha. Rồi còn phía đây là cái chiếc màu vàng vàng nâu IBS ha. Ngoài ra nó con này nó có một vàng đen nữa, tức là yên màu đen các bạn, phiên bản thanh thường ha. Thì cái màu vàng này nó giống như là cái màu màu kem đó các bạn, hay giống như màu kem vậy đó. Đó, mình ra chiếc quay cho bạn xem cái màu vàng này đây đó ha, nhìn rất là đẹp ha các bạn. Nhưng bạn nào thích màu trắng á, mà không có màu trắng á, thì các bạn có thể là mua cái màu này ha. Mua màu này thì rất là hợp với nữ này ha. Còn cái màu đỏ phía đây á là cái phiên bản thời trang nè, cái màu đỏ từ trên xuống dưới luôn nha các bạn ha, màu đỏ thời trang đó. Thì xe CBS và IBS như nhau. Còn cái màu đỏ này á là cái màu đỏ phiên bản cá tính ha, phiên bản cá tính. À, màu bạc thì mình không có chưng ở đây ha, mình không có quay cho bạn xem được. Màu bạc thì chắc bạn nào cũng đã biết rồi, thì mà chắc mình không quay gì nhiều đó. Rồi thì mình xin chốt lại cái những gì nãy giờ mình nói cho các bạn ha. Tức là sẽ có 3 lý do lớn nhất mà người dùng vẫn chọn cái phiên bản cũ, đó là về cái thiết kế nè ha. Cái thiết kế nó cũng nhỏ gọn hơn, thích hợp cho những bạn nữ có thân hình nhỏ nhắn, nhỏ con. Rồi cái lý do thứ hai đó là về cái đèn thì nó có tắt bật đèn, nó cũng tiện lợi hơn ha, tiện dụng hơn. Rồi cái lý do thứ ba nữa là cái bình ắc quy để phía trên ha, giúp các bạn an toàn an tâm hơn khi bạn lưu thông trên đường. Và cái lý do cuối cùng đó là cái động cơ cũng như là khả năng mà tiết kiệm nhiên liệu xăng tốt hơn so với cái phiên bản mới ha các bạn. Rồi thì đó là những cái thông tin mình cập nhật đến cho các bạn. Thì các bạn có thể là tham khảo thêm ý kiến của mình ha, tham khảo ý kiến của mình khi mà các bạn không biết phân vân lựa chọn hai dòng xe nào, thì thông qua cái video này thì các bạn có thể là lựa chọn được cái dòng xe mà mình mong muốn ha, và phù hợp với cái điều kiện địa lý cũng như là điều kiện kinh tế của các bạn. Tại vì hai dòng xe này nó chênh lệch nhau trung bình khoảng từ 3 đến 5 triệu thôi, không chênh lệch nhiều nha các bạn. Màu xanh này thì mình cũng thấy cũng rất là đẹp nè. Những bạn nào mà những bạn nữ nào mà thích màu xanh á, màu thủy á, thì có thể là mua hai màu xanh này ha, rất là hợp cho màu thủy nha các bạn. Rồi thì đó là những cái thông tin mình cập nhật đến cho các bạn. Thì các bạn nếu thấy video được hay á, thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Rồi còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin mời các bạn.